Alo, hôm nay thì anh sẽ chữa hai bài lab PVP mà hôm trước mình đã giao cho mọi người. Bài lab thứ nhất là cấu hình PAP và CHAP, cấu hình cơ chế xác thực PAP và CHAP trong PVP. Chúng ta có một cái topo chạy PVP ở đây, bao gồm 3 router. Về địa chỉ IP thì mọi người có thể nhìn vào cái bảng addressing table ở đây. Trong bài này chúng ta sẽ có 3 phần cấu hình. Review Routing Configuration này, cấu hình PVP là phương pháp đóng gói và cuối cùng là cấu hình PVP Authentications. Trước hết chúng ta sẽ review Routing Configurations. Mình có thể show run giữa các thiết bị ở đây. Show run trên R1, R2, R3. Show run. Ở đây đang chạy EIGRP. Trên R1 thì hiện tại đã network 2 mạng là 192.168.10 mà 10.1.1.1.0. Trên R3 chúng ta cũng có thể show running config. R3 để có 3 kết nối trực tiếp. Và ở đây là người ta network cả 3 kết nối vào. Cuối cùng là R2. Run. Cũng chạy EIGRP và network 2 mạng 10.2.2 và 192.168.3. Kiểm tra cái trạng thái EIGRP neighbor, mình có thể show IP IGRP neighbors. Mình thấy là R3 đã lên được tuyến với cả R1 và R2. Show IP root, chúng ta cũng thấy là mạng có vẻ là đã hội tụ đúng không. Mình sẽ test cái kết nối từ PC ping đến server ở địa chỉ là 209.165.200.2 trên PC và laptop. Chúng ta sẽ ping 209.165.200.2. Chúng ta phải ping được vì đây đề bài đã cấu hình hết phần routing rồi. Ping thành công. Trên laptop chúng ta cũng ping 2. Ok, ping thành công. Bước tiếp theo, cấu hình PVP là cơ chế xác thực. Để cấu hình PVP, mình sẽ vào interface serial 09090 của R1 encapsulation PVP. Mình thấy là EIGRP neighbor sẽ down. Lý do down là sao? Bởi vì một đầu chúng ta đang chạy PVP, một đầu chúng ta chạy HDLC, thì cái link serial này nó sẽ down. Và khi link serial down thì đồng thời là cái kết nối EIGRP nó cũng down luôn. Trừ khi là mình vào interface serial 0.0.0 của R3, mình cũng encapsulation PVP. Đấy, thì nó sẽ up lên. Và khi nó up thì neighbor EIGRP cũng sẽ up. Tương tự, interface serial 0.0.1 encapsulation PVP. Interface serial 0.0.1.0 encap PVP. Trên R2, interface serial 0.0.1 encap PVP. Sau khi mình cấu hình PVP thì mình phải verify lại đúng không?
Chủ yếu là show các interface xem có interface nào bị down không. Hiện tại mình thấy là có một interface bị down ở đây, là interface mà kết nối với ISP. Mình phải vào cái Internet Cloud. Nhưng ở đây nó không cho mình vào. Click Internet Cloud. Enter is locked. Nó không cho mình vào. Không biết là mọi người có vào được không? Nếu không cho mình vào thì cũng có một cách mình có thể làm. Đầu tiên là mình sẽ phải vào interface 0.0 trên mình encap lại HDLC này. Và anh sẽ thử theo net vào cái 209.165.200.25. Không cho mình theo net. Thế ở đây chịu rồi đúng không? Đây mình không cho mình vào thì sao mình... Sao mà có thể gọi là không cho vào. Có thể là mình phải đăng nhập thì nó mới cho mình. Ok, để anh thử đăng nhập xem nào. Chắc là sẽ vào được thôi, xem nào. Nó không cho mình vào thật. Funny. Thôi rồi, không sao. Dù có đăng nhập hay không thì nó vẫn không cho mình vào. Mình sẽ cấu hình PVP ở trên các router còn lại. Ok, lại trừ cái cổng mà kết nối từ R3 ra ISP đúng không? Mình sẽ không vào được cái chỗ này. Cho nên là chúng ta cũng sẽ không quan tâm ở đây nữa. Vô lý nhỉ? Sao nó không cho mình vào? Có phần setting nào không?
Ok đi. Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình test connectivity thì sẽ ping được ok thôi. Cấu hình PAP giữa R1 và R3. Sử dụng secret để cấu hình cái username password. Trên R1 chúng ta sẽ tạo một cái username, đúng không, cho R3. Password là class, nhưng mà mình để dạng secret để là mã hóa trong file cấu hình. Trong cổng CDN 0.0.0 chúng ta sẽ cấu hình authentication path, và chúng ta send cái pass username là R1, password là Cisco. Trên R3 thì ngược lại, bởi vì là chúng ta send password Cisco của R1, cho nên trên R3 mình sẽ cấu hình một cái username R1, password là Cisco. Interface CDN 0.0.0 PPP authentication path, PPP path, send username R3, password là gì? Class. Lưu ý là mình send cái password nào thì mình phải cấu hình username ở đầu bên kia tương tự như thế. Sau khi mình cấu hình xác thực xong thì EIGRP neighbor nó up, và mình có thể show IP EIGRP neighbor để verify. Tiếp theo là cấu hình path giữa R2 và R3. Thì ở đây trên R3 chúng ta sẽ vào interface CDN 0.0.1. Ở đây nó không không yêu cầu chúng ta phải cấu hình cái username password gì, đúng không? Thì đây mình sẽ cấu hình PPP, trước hết là username R2 password, hoặc là secret Cisco. PPP authentication path. PPP path send username R3 pass Cisco. Sau đó mình lên trên R2, cấu hình tương tự, username R3 pass Cisco, cấu hình secret Cisco. Interface CDN 0.0.1 PPP authentication path, PPP path send username R2 password Cisco. Ok. Ở trên R3 đúng không? Lẽ ra chúng ta, nếu mà chúng ta vào được ấy, thì chúng ta sẽ cấu hình cái encapsulation là PPP, đúng không? Đồng thời mình cấu hình chap. Khi mà cấu hình chap thì mình có thể tạo username, đúng không? ISP secret Cisco này. Sau đó trong interface CDN 0.0.1, sorry, 0.1.0 PPP authentication chap. Đó. Tuy nhiên ở trong cái phần Internet Cloud này mình không vào được, cho nên mình không cấu hình được. Không hiểu sao nó lại lock ở đây. Create. Có thể sẽ có một phần option gì đó. Mà anyway thì mục đích của chúng ta là cấu hình path và chap, đúng không? Mình đã thực hiện được rồi. Mọi người có hỏi gì ở cái bài này không trước khi anh vào bài chữa thứ hai?
Ok, mình sẽ vào bài thứ hai. Đây là bài troubleshoot PPP configurations. Trong cái bài này thì chúng ta sẽ cũng có một cái hệ thống mạng đúng không? Ở đây là mình thấy đỏ lòm hết này. Password của cái này là gì? Có bạn nào vào được cái bài này không nhỉ? Password là Cisco. Password enable là class. Ok, show my IP interface brief. Mình thấy tất cả các cổng ở đây đang bị administratively down đúng không? Mình sẽ no shut. Tương tự trên interface của R2. Show IP interface brief. Các cổng cũng bị no shutdown. Mình cũng sẽ no shut. Tương tự trên R3. Trên R3 các cổng cũng bị no shut, à cũng bị shutdown, chúng ta cần phải no shut. Không trên không trên 1 thì chưa thấy là cấu hình gì. Cũng no shut. Sau khi kiểm tra xong cái physical interface thì mình sẽ kiểm tra bọn này đang bị disable nè. Sao bị disable nhỉ? Duplex auto, speed auto. Sao lại bị disable? Ở đây cái port này là nó kết nối qua fast internet đúng không? Mà nó lại để speed auto, duplex auto. Thấy ra nó phải cấu hình speed thành 100. Duplex shut, no shut. Phần này có vấn đề. À, nó là interface viết 0 trên 1 chứ không phải 0 trên 0. Ok, bây giờ mình kiểm tra cái IP connectivity xem là đúng hay chưa. Dựa theo cái bảng này, trên R1 thì IP
của cổng gig 0/1 nó phải là 10.0.0.1, nhưng hiện tại người ta đang cấu hình nhầm đúng không? Cái cổng gig 0/0 thì bây giờ mình phải fix lại no IP, shutdown cái cổng gig 0/0 đi. Mình sẽ vào interface gig 0/1, mình cấu hình lại IP 10.0.0.1. Tiếp theo là cổng serial 0/0/0, IP là 172.16.0.1. Nhưng mà hiện tại là cái subnet mask đang bị sai. Sẽ là 0/0/0 này. IP address 172.16.0.1, subnet mask phải là 252. Còn cổng 0/0/1 subnet mask đúng, IP đúng, đang có hình encapsulation BP. Tiếp theo trên R2 mình troubleshoot kiểm tra IP trên cổng gig 0/1 chưa có IP. Thì mình phải vào cổng gig 0/1, mình đặt IP 209.165.200.161. Kiểm tra cổng 0/0/0, IP 172.16.0.2. Đúng rồi. Cổng 0/0/1, IP là 172.16.0.5.252, chuẩn luôn. Tiếp theo là trên R3. Cổng giga 0/1, IP 10.0.0.129. Subnet mask sai. IP address subnet mask phải là 128. Shell run trên cổng 0/0/0, IP 12.16.0.10, subnet mask đúng rồi. Cổng shell 0/0/1, IP chưa có, IP 172.16.0.6 sực 30. Rồi, kiểm tra lại một lần nữa trong IP interface brief. Bây giờ cổng Sierra 0/0/0 của R1 đang down. 0/0/1 cũng vậy, cũng đang down. Mình phải kiểm tra xem vì sao nó down. Hiện tại đây đang cấu hình là xác thực là PAP. Nhưng đề bài thì yêu cầu là xác thực là CHAP. Đó. Không trên không trên không trên không trên không thì có hình là CHAP và encapsulation BP. Ok, cái encapsulation ở trên R1 còn thiếu. Ở đây chúng ta thấy là nó lẽ ra nó phải là encapsulation BP đúng không? Thì chúng ta phải vào interface 0/0/0 này, encapsulation BP này, PVP authentication CHAP. Mà mình phải cấu hình một cái username R2 Pascal.
Channel 2 mình thấy là cái link 0.0.0 đã được cấu hình. Chap chuẩn rồi đúng không? Mà có username password chưa? Đây username sai đây. Phải là username remote pass Cisco. Chết nhầm. Đấy. Thì mình thấy là cái link giữa R1 với R2 nó sẽ up. Ok. Còn cái link giữa R1 với R3 vẫn đang down. Thì bây giờ mình phải troubleshoot tiếp. Serial 0.0.1 encapsulation pub. Mình sẽ sửa lại là PPP authentication chap. Username R3 pass Cisco. Trên R3 mình show run interface 0.0 chưa có gì đúng không? Thì mình phải vào encapsulation PPP PPP authent chap và mình xem đã có username password chưa. Có username R1 pass Cisco. Ok. Như vậy là link giữa R1, R3, ok. Giữa R1, R2, ok. Tiếp theo, trên R2 kiểm tra. Show IP in Fabric. Có cổng CA0.0.1 với R3 đang down. Chúng ta show run cổng đó. Serial 0.0.1 chưa có encapsulation PP, cũng chưa có xác thực gì cả. Còn trên R3 thì đã có encapsulation PP, nhưng hiện tại đang để là pub. Thì chúng ta phải vào interface Serial 0.0.1 PPP authentication chap username R2 pass Cisco. Và trên R2 tương tự, mình cũng phải vào interface 0.0.1 encapsulation PPP PPP authentication chap username R3 pass Cisco. Đấy. Mình thấy là trạng thái mình đã đạt 100%, có nghĩa là mình đã fix toàn bộ cái lỗi ở đây. Khi mình show, mình mong muốn là gì? Mình thấy tất cả cái interface đều trạng thái up này. Show IP EIGRP neighbor. Ở đây nó dùng cái gì nhỉ? IPOS PEP đúng không? Neighbor. Thì mình thấy trạng thái full full này. Trên R2 cũng thế này. Show IP interface brief. Mình phải thấy up up hết này. Và show IPOS PEP neighbor cũng phải up này. Trên R3 show IP interface brief up hết này. Show IPOS PEP neighbor up hết này. Và cuối cùng là mình kiểm tra cái việc là ping từ PC1 đến PC3 là nó phải thành công này. Ping từ PC1 đến web server cũng phải thành công này. PC đây có thể là chưa set cái IP 209.165.200.2. Cổng này đã up chưa? Có thể cái ông ISP ở giữa kia là cấu hình có vẻ chưa chuẩn đúng không? Là ping một lúc lâu mới thấy. Vẫn unreachable. Từ R1 không biết đã show IP root. R1 là chưa có tuyến.
Ok, trên này đã có một cái default root. Nhưng mà có thể là trong cấu hình OSPF là nó chưa quảng bá vào. Họ đã có default information originate rồi. Thế mà trong này sao chưa có nhỉ? Cái default root là chưa được học. Shell run. Show IP root. Show run. Anyway thì mình đã chop và shoot xong cái phần BGP. Còn ở đây thì nó đang dùng cái default root này. Và trên các router thì chưa học được. Có lẽ là chúng ta phải router OSPF 1 default information originate always không có, chắc phải cấu hình lại cái default root. Tại vì default root thì không nên chọn như thế này. Chọn như thế này mới đúng. 9 do show IP invite brief 161. Bên kia chắc là 162. Đúng rồi. Thì mình sẽ cấu hình là như thế này thì nó sẽ dễ reachable hơn. Vì trong cái mạng multi access thì mình nên sử dụng default root. Cho rõ next host như thế này. Sau đó kiểm tra lại trên R1. Đấy, bây giờ nó mới học được cái tuyến default root này. Thì khi nó học được tuyến default root thì các con PC này mới có thể ping được lên đến web server. Đấy, successful ngay. Rồi, ok. Như vậy là mình đã hoàn thành cái bài lab troubleshooting, khá là nhiều lỗi, từ lỗi vật lý cho đến lỗi đóng gói lớp 2 cho đến lỗi IP. Mọi người có hỏi gì cái bài troubleshoot này không? Thường thì mình có thể đi từ layer 1 trở lên hoặc đi từ layer 4 trở xuống. Nhưng mà thường anh hay bắt đầu từ layer 1. Để mình chắc một chút theo layer thì nó sẽ dễ hơn. Anh em còn hỏi gì không nhỉ? Ok, nếu không hỏi gì thì hôm nay mình sẽ stop ở đây. Buổi sau mình sẽ học tiếp chương mới. Bye anh em nhé.